Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2023, buổi tối ngày hôm nay 15 tháng 10 lọc miền Bắc trên kênh nó về được cái con 72. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày 16 tháng 10 con bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 63, còn song thủ mình dự đoán cái cặp 0770. Anh chị em hãy tham khảo, chúc cho anh chị em có thật nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai 16 tháng 10.